lực cho anh chọn tiền á. Anh chọn tiền thôi, em chọn người đúng không? Dạ, anh chọn tiền. Chia công việc ra để gia đình em ấm. Huy có cho em chọn số 2 không Huy? Em thích thì em chọn thôi, tại vì tiền cũng về em hết. Gì? Vâng. Trời ơi. Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây là vòng 2 được mang tên Cảm quan. Bây giờ sẽ là gì? Dạ, tất nhiên bây giờ sẽ là nghề nghiệp tiếp theo. Sai rồi. Chọn chiên. Đó, em thử lòng khách mời thôi. Con bé lại lương lẹo rồi. Xin mời hai người chơi lựa chọn gói tiền thưởng. Cho Huy chọn á. Huy chọn số 1 đi. Số 1 và nghề nghiệp tương ứng đó là gì? Hả? Thương vụ mặt đất. Cái gì thương vụ hãy mặt đất nào? Là nghề gì vậy anh? Bây giờ chúng ta hãy thử tìm hiểu nhé. Nào, trước hết với kiến thức của trợ lý, hãy đưa ra khái niệm về thương vụ mặt đất. Bắt đầu. Mặt đất thì chúng ta đã biết rồi, nó không phải là trên trời. Yes. Thì là nằm dưới đất. Vụ là nhiệm vụ. Thương thì có thể là thương mại hay là tiểu thương ngoài chợ, đúng không? Thì có thể là những người làm trong sân bay nhưng mà làm ở trong những cái khúc mà máy bay lúc mà chưa bay á, thì là có những người rồi. Dạ đúng rồi, sửa chữa cánh quạt rồi check lại là máy bay là đã đầy đủ nhiên liệu chưa, rồi mặt đất có vấn đề gì không, máy bay đã có thể đi ra đường băng mà cất cánh được chưa, em nghĩ vậy. Rồi, thương vụ mặt đất thì anh cũng nghĩ lúc mà mới mở ra xong với cái tiếp viên hàng không thì anh cũng nghĩ giống như Nhi vậy đó, những cái người mà làm ở dưới mặt đất trước khi máy bay bay là lo những cái nhiên liệu rồi hành lý này nọ cho khách đó. Không đúng đâu, bộ phận kỹ thuật nó khác nha. Thương vụ mặt đất, thương là mua bán mà. Thương vụ là một vụ giao thương mua bán ở dưới mặt đất. Ở dưới mặt đất, ở trong sân bay là mấy cái quầy hàng á. Cũng có lý. Đúng, sau khi mình phân tích như vậy mình đã chọn. Dạ, tự nhiên em nói đó xong cái tự nhiên thấy số 5 hợp lý ghê. Anh số 1 là không phải nè. Anh đẹp trai người người nói tướng như võ sĩ như vậy. Anh số 4 với nụ cười bí hiểm, nhìn cũng không có phải là làm thương vụ mặt đất nè. Chỉ còn có số 2 với số 5. Nhưng mà bán hàng cũng phải hả, lanh lợi nói chuyện lưu lót chứ. Nãy bạn kia bạn cứ ấp ấp úng đó. Dạ. Quyết định. Tụi em quyết định là số số 5 ạ. 5. Vậy là phương án đã được chốt. Vậy thì hãy xem đáp án chương trình có khớp hay không. Xin mời. Tại sao mình không đáp một cái nghề mà không biết nghề đó là nghề gì nhờ? Vâng. Hình như phân tích của em đúng. Rất giỏi đấy. Bởi vì tôi nghĩ rằng đây là một công việc và với những gương mặt còn lại thì khó mà có thể đoán được. Nhưng các bạn ấy đã đoán đúng. Và chúng ta hãy mở xem gói tiền thưởng số 1 với mệnh giá là bao nhiêu. 20 triệu đồng. 15 triệu. 16 triệu. 15 triệu. Và chúng ta đã có 16 triệu trong quỹ tiền thưởng của người chơi. Xin được chúc mừng. Xin được mời khách mời số 5 tiến lên phía trước ạ. Mọi người đang rất thắc mắc công việc của bạn, vì thế bây giờ bạn hãy giới thiệu về mình một lần nữa, cũng như cái công việc của mình, khái niệm một chút về cái công việc của bạn để mọi người được hiểu. Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên Trang xin gửi lời chào đến anh MC Thành Trung, MC Diệu Nhi, hai vị khách mời cùng toàn thể tất cả các quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Khánh Hạ, hiện nay em đang công tác tại phục vụ hành khách mặt đất cho một hãng hàng không. Và cái từ thương vụ mặt đất này là một từ dùng trong nội bộ, chỉ có người trong ngành mới biết với nhau thôi. Đối với những cái người ở ngoài ngành thì họ sẽ dùng từ là nhân viên phục vụ hành khách, sẽ dễ hiểu hơn. Và những cái quy trình phục vụ của bọn em bao gồm là những nhân viên ngồi quầy làm thủ tục check-in cho khách, đó, hỗ trợ về hành lý. Khi mà khách lên máy bay rồi đến ở sân bay đến thì sẽ có nhân viên đưa khách từ máy bay vào nhà ga và hỗ trợ những vấn đề về hành lý trong nhà ga thất lạc, hoặc là những khách cần hỗ trợ nối chuyến, thủ tục từ quốc tế quốc nội vân vân.
hầu hết là làm về những công việc phục vụ hành khách trong nhà ga. Đó là bộ phận quen đang làm hiện nay. Rồi mấy cái anh chị mà bán hàng trong cửa hàng miễn thuế đấy thì có gọi là thương vụ mặt đất giống như Miju không em? Dạ không, đó chỉ gọi là nhân viên bán hàng thôi ạ. Không, nhưng mà hồi nãy không biết là diễn tả nó như thế nào. Nhưng mà cái cảm giác của em khi mà em nghe bạn này nói chuyện là mọi người có nghe em có nhịp điệu không? Thì cũng có thể là xin mời anh chị, cái vé của anh chị là mình sẽ đi thẳng phía trước, sau đó mình quẹo trái, mình gửi hành lý ở đây, sau đó mình đi tìm ra đó. Dạ, anh chị, dạ, anh chị đi vào cửa số 3 và anh chị đi bên tay trái ạ. Và phòng thương gia nằm ở bên tay phải ạ. Hiểu như thế đúng không? Vâng, rồi. Nói chuyện. Rồi, cảm ơn em đã đến với chương trình. Chúc em có thật nhiều sức khỏe để làm việc cũng như để giúp cho mỗi một hành khách đến với sân bay có được một chuyến bay an toàn cũng như là hài lòng nhất. Mặc dù anh biết công việc của các em cũng rất vất vả, phải thức đêm thức hôm, không kém gì những tiếp viên cả. Cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây là vòng 3 của chương trình được mang tên Trực giác. Và tiếp theo tất nhiên là chúng ta còn 3 ô tiền. Mời anh chị lựa luôn. Lựa luôn. Tiếp tục cho anh chọn tiền á. Anh chọn tiền rồi em chọn người đúng không? Dạ, anh chọn tiền, chia em công chọn việc người ra để gia đình em ấm. Anh chọn tiếp số 3. Trực giác của hai vòng trước là khá tốt. Vậy thì trực giác của vòng 3 ra sao với nghề nghiệp nào? Xin mời. Biểu diễn xe mô tô. Wow. Khó à nha. Khó thiệt. Không, anh thấy dễ. Anh thấy dễ. Dễ ẹt luôn. Ghê vậy. Nhìn đâu xa. Đâu? Số 4. Nhìn cái mặt anh có cái sẹo không? Hả? Chắc là tai nạn nghề nghiệp. Nhìn xa xa tưởng cái đồng tiền. Nhưng mà cái đồng tiền thì nó phải dưới đây, nó có duyên. Đồng tiền này nó trên đây. Đó, cái này chắc là tai nạn nghề nghiệp. Em nghĩ nha. Biểu diễn xe mô tô á, thì mình nhìn ở đây á, là mình sẽ thấy là anh số 1 nhìn có vẻ rất là oai vệ ha. Nhưng mà lại cảm giác là anh sẽ biểu diễn một cái gì đó khác, chứ không phải là biểu diễn xe mô tô. Ảnh không có cái sự hơi sương gió tí xíu á. Cảm giác như vậy nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn kỹ đi. Cảm giác của anh số 2 á, nhìn rất là kiểu nighter. Em vẫn thấy ảnh có một cái gì đó ở phía sau gương mặt nighter đó, là một cái chút phong độ, một chút bản lĩnh. Và quyết định cuối cùng của em sẽ là Huy có cho em chọn số 2 không Huy? Em thích thì em chọn thôi, tại vì tiền cũng về em hết. Gì? Em thấy sao? Em tin chị bởi vì từ đầu đến giờ trực giác của chị rất mạnh mẽ và rất chính xác. Em vẫn cảm giác là anh số 2 ạ. Vậy thì em chốt đi. Dạ em chốt. Vậy là số 2 đã được chọn. Một chàng trai thư sinh. Nhưng với trực giác của mình thì Miju nghĩ rằng sẽ phù hợp với một công việc đòi hỏi sự mạo hiểm. Vậy thì đúng hay sai? Bây giờ là kết quả. Lần này trực giác của Miju đã không còn đúng nữa. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái nghề này là chàng trai số mấy. Số 4. Đây đúng là đẳng cấp của một phù thủy mà. Dày dặn kinh nghiệm. Tôi đoán đây là 25 triệu. Oh, wow. 5 triệu. Xin mời. Vâng. Trời ơi. Xin 25 triệu sao em không nghe anh hả? Em không có biết. Em nãy giờ em bị gì á? Em bị Diệu Nhi làm cho hoang mang. Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ với vị khách mời số 4. Mời Trang Hoàng Tử cưỡi xe mô tô, hãy giới thiệu về mình kỹ hơn cũng như cái công việc của em đặc thù như thế nào.
Em năm nay 34 tuổi và em đã có 12 năm là trong ngành biểu diễn mô tô xe mạo hiểm. Và cái nghề của em thì có một cái câu nói rất là vui, đó chính là một cái nghề nghiệp lành mạnh nhưng mà không có lành lặn. Thật ra thì trên mặt em nó không có cái vết sẹo, nhưng mà trong người em thì có những cây inox và cây đinh tán thì cũng khá là nhiều. Wow. Thì do cái môn này nó rất là nguy hiểm, thường là cũng có thể là em cũng là đóng thế những cái vai mà trong những cái cảnh phim rượt đuổi hay là những cái cảnh đua xe trong đó. Dạ. Như vậy là nếu mà một cái nghề nghiệp như vậy, em nghĩ gia đình anh không muốn anh đi theo cái nghề này đúng thật không? Thật ra thì ngay từ đầu là khi mà em làm cái nghề này thì cả nhà em và tất cả mọi người đều cấm cản. Dạ. Nhưng mà khi mà thấy em quá đam mê với cái nghề nghiệp này và khi thấy công việc của em càng ngày nó càng phát triển và cái trình độ em nó càng ngày càng nâng cao thì mọi người đã chuyển từ nghiêm cấm trở thành ủng hộ cho em. Dạ. Và bắt đầu từ bao giờ thì bạn phát hiện ra cái đam mê và cái năng khiếu này của mình? Dạ, từ năm 2008 khi mà bắt đầu em mua sắm những chiếc xe mô tô đầu tiên của mình, thì với một cái bản tính lúc mà còn trẻ thì em rất là mân mê để mà vọc những chiếc xe đó, và vô tình thì đã tập ra những cái động tác biểu diễn, và từ đó là em bắt đầu em học hỏi thêm ở nước ngoài để mà có thể tự trau dồi kiến thức cho mình. Bạn năm nay 34 tuổi, chắc bạn đã có gia đình rồi. Dạ, em đã có gia đình và em đã có 3 cháu trai. 3 cháu trai luôn, wow, tuyệt vời, chúc mừng bạn. Ông trời sinh ra cho mỗi người một khả năng, một đam mê. Và quan trọng là chúng ta sử dụng khả năng và đam mê đó để phục vụ cho cuộc sống và mang tới những điều tốt đẹp. Nếu như một chàng trai, một thanh niên mà đi xe như vậy ở ngoài đường thì chúng tôi không bao giờ ủng hộ cả, bởi vì nó rất nguy hiểm và nó là vi phạm luật an toàn giao thông. Nhưng với một chàng trai dám đi tìm theo đuổi ước mơ của mình và mang cái tố chất, cái khả năng đấy của mình để phục vụ cho những bộ phim thì tôi nghĩ là rất ủng hộ. Và cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Cảm ơn anh. Cảm ơn.